Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ngồi ở đây thì các bạn cũng biết là mình sẽ thử thách ăn một món lạ, món mới cho các bạn xem rồi. Cái loại quả hôm nay mình ăn thì có lẽ bạn nào cũng đã được ăn trong những bữa cơm hàng ngày vào mùa hè này. Chám. Bạn nào chưa được ăn không? Chưa được ăn thì hãy thử mua về để làm và ăn. Trước tiên thì phải dập quả chám này ra đã, xong rồi cho ngâm với nước muối để cho nó đỡ bị thâm vì quả này nhiều nhựa. Mà dập được quả này thì khó khăn lắm. Thấy luôn. Mệt lắm. Đảm bảo luôn đấy. Cái này á, chẳng qua quay video làm màu một tí nên là cái khổ này thôi. Chứ còn bình thường nhá, lấy thớt với dao mà đập cho nhanh. Nhựa lắm luôn. Đừng ai làm để cho nó bắn nhựa vào người hay quần áo nhé. Nhựa này nó đen lắm, bẩn hết quần áo, không giặt được đâu. Mình đã bị phải vứt đi khoảng vài cái vì cái nhựa này toàn là trắng. Tí nữa đen xì cả tay cả người xem. Dập cho nó nát nát cái bên ngoài thôi, xong rồi cho vào ngâm để cho nó ra được nhựa thôi. Tại vì nó khó dập lắm nên là mình làm vài quả nhá. Thật nó khó cực luôn. Đấy. Nó bắn ra nhiều nhiều vãi luôn. Quả nhựa này ăn nó chát phải biết. Vậy đó. Ai? Cái chuyện bất người. Sau một thời gian mình dập thì được vài quả như này. Mình chỉ làm vài quả thôi tại vì nó khó dập lắm. Ngâm một lúc rồi. Ngâm nước muối khoảng 5 phút là được. Sau bao nhiêu giờ hết cái nhựa dính dính từ ngoài này thì ok. Các bạn ngâm một lúc thì sẽ thấy nước nó hơi đổi màu, có hướng màu đen đen. Đấy là nhựa nó ra rồi đấy ạ. Giờ mình vớt ra. Chính là những quả chám mình vừa mới ngâm nước muối xong. Bây giờ thì cho gia vị vào nhé. Cho bột ớt trước. Đây này. Mình lát ít thêm cay nên mình cho nhiều ớt một tí. Đường. Những cái món mình làm hầu như đều phải cho nhiều đường tại vì nó vừa chua vừa chát. Kiếm một quả nào đấy nguyên nó không chua không chát nó khó khăn lắm. Cho một ít súp ô mai, muối ô mai. Đây là đổ một chút này vào để nhìn cho nó sánh. Mm.
chút thôi. Ui vãi. Mình lấy một chút mà tay đổ nhiều chút vãi trời. Đều lên nào. Rồi ăn thôi. Nhiều ớt đấy. Thôi. Thấy hơi ngu ngu rồi, nhiều ớt lắm, mình cho nhiều ớt vãi luôn. Nó đỏ kìa. Tiếp. Nghĩ quả này hơi to, nếu mà ăn thì phải để ngấm một lúc. Mình có thể ăn thử luôn nhé. Ngon lắm. Chua chua. Ngâm chưa kỹ ăn nên hơi chát. Dập kỹ một tí thì nó ra được hết nhựa, nó sẽ hết chát. Cay cay nữa. Ăn nhớ nhè hạt đấy nhá. Ngon nhựa hạt. Không phải điêu nhưng mà nó vừa chua vừa chát thật. Kiểu chấm nhiều, với nhiều muối một tí. Mà làm dập kỹ một tí thì dễ nhằn hạt hơn. Ủa, mắc vào răng đau này. Bình thường mình cũng chỉ ăn chám kho thịt của mẹ làm thôi. Nhưng mà chưa nên mẹ có bảo quả chám này có thể làm được như này nên mình thử cho các bạn xem. Chưa thử ra đây là lần đầu mình ăn. Hầu như những cái gì mình làm đều là lần đầu mình ăn hết. Tại nhà chán cái này bao giờ. Nhiều ớt nữa cay lắm, đỏ quá. Ngoài dầm kỹ. Bóp kỹ như nào. Dễ bóp hả? Dễ nhằn hả? Để lâu lâu một tí nó ngấm vị vào thì nó đỡ bị chát đi. Và do quả này dập kỹ nên nó ra được nhiều nhựa. Nó bị chát nữa. Thật ra làm cái này cho thêm cái nước sốt này vào nó sánh hơn, nó ăn ngon hơn. Bình thường những cái món dầm của mình ấy không có những không có cái nước sốt này. Nhưng hôm nay cho vào thấy nó khác. Có vẻ ngon. Có quả chua quên trắng, còn một cái ăn được nữa, quả trắng này. Ăn xong lúc ăn xong ấy, mà nhàn hạt ra này, nó khô cái hạt này đi thì đập chặt đôi cái hạt chám thì ra bên trong có cái nhân ăn được. Ngày bé mình được cái bác hàng xóm cho ăn nhưng mà bây giờ không được ăn nữa, tại mẹ không để hạt chám bao giờ. Ăn thử em ngon lắm. Ăn ăn nó kiểu cảm giác mình được thử những cái món mới lạ em, nó sẽ rất
Từ nãy giờ mình ăn được 3 quả rồi. Đau hết răng thật. Tại vì quả này nó cứng lắm. Vào cái chỗ răng đau, đau hay đau. Mai mình sẽ tìm một loại quả mới lạ hơn cho các bạn xem. Hôm nay mình chỉ quay đến đây thôi nhá. Tạm biệt các bạn.